Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ có một sự kết hợp khá là độc lạ luôn. Đó là sự đại chiến giữa khủng long và cá mập. Ok la. Đây là lần đầu tiên mình làm một cái thử thách gọi là cho cá mập nó chiến đấu với lại khủng long để xem kết quả sẽ như thế nào nha. Ok, let's go. Đây là cái bộ cá mập và khủng long. Ủa lộn, khủng long và cá mập mới đúng nha các bạn. Mà là cái phiên bản cắn tay. Wow, wow, what? Cả hai cái phiên bản này là hai cái phiên bản mà hồi xưa lúc mà mình review với các bạn thì hai cái phiên bản cắn tay này nè, mình đã có những cái clip short, những cái clip dài cũng như là những cái clip mà review cận cảnh về mấy các bạn và cách chơi của mấy bạn khủng long này luôn, với bạn cá mập này luôn. Là hai cái phiên bản này đều có pin nha, sử dụng pin và có thể phát ra âm thanh, đồng thời khi mà đút tay vào thì nó có thể đứt tay như chơi nha các bạn. Trời ơi, cái phiên bản khủng long với lại cá mập cắn tay rất là dữ tợn mà khá đau đớn nha, cũng khá là vui luôn. Mình sẽ đến với lại hai cái phiên bản khác nữa, cũng là cái phiên bản khủng long, bảo chú và cá mập, không hề kém cạnh nha các bạn. vô Đây là phiên bản là hai cái đồ gấp nha các bạn. Một cái phiên bản là gấp khủng long, bảo chúa, một phiên bản là gấp cá mập nha. Cũng rất là hay và khá là xịn luôn. Hai cái phiên bản này chơi cũng khá là vui các bạn. Thay vì mình sử dụng tay để mình cầm một cái gì đó lên hoặc nắm một cái gì đó thì mình sử dụng cái đồ gấp này hoặc là cái đồ gấp này để có thể gấp lên nha. Mình sẽ đến với những cái phiên bản khác là cá mập siêu to khổng lồ ở đây các bạn ơi. Trời ơi, là một con cá mập rất là dữ tợn với những cái hàm răng và những cái chiếc răng chi chít ở sâu bên trong như thế này. Một cú cắn của một con cá mập bạn có thể nói là đứt lìa một cái bộ phận nào đó nếu là con một cá mập lớn nha các bạn. Tuy nhiên so với là những cú cắn của một con khủng long thì nó vẫn còn hơi thấp lắm nha. Đó, tại vì sao? Khủng long kích thước rất là to lớn các bạn ơi. Và ở trên cạn đó, mấy con khủng long ở trên cạn nó cắn rất là mạnh nha. Và kích thước xương hàm cũng như là cái cấu trúc các bộ phận của nó, các khớp ngàm nè, đầu nè, cũng như là tay chân nó rất là mạnh nha các bạn. Đó là lý do vì sao là khủng long thường thường là nó sẽ rất là mạnh và nó cắn rất là đau nha các bạn. Một cú cắn của bảo chúa thì có thể tương đương với là một cái cục tạ mấy ngàn tấn đó các bạn ơi. Rất ư là đáng sợ nha. Nhưng mà khi xuống biển thì chưa chắc khủng long đã giành chiến thắng trước cá mập đâu nha. Vì thỉnh thoảng khủng long có thể biết bơi nhưng một số khác thì nó không thể nào lặn được quá sâu nha các bạn. Đó, nó không thể nào lặn quá sâu. Thì khi mà xuống nước rồi thì cá thì gặp nước đúng không các bạn? Khủng long thì sao mà gặp nước được đúng không? Oh no. Chúng ta vẫn còn rất là nhiều khủng long và cá mập ở đây. Thì mình sẽ lấy một loạt cả 3-4 cái con mà mini ở trong này đi các bạn, cho các bạn thấy. Là đây là cái con mà sắc ray nha các bạn, một cái con cá mập đuối nha. Đó, người ta vì sao người ta gọi nó là con cá mập đuối đó các bạn biết? Bạn nào biết trả lời bình luận cho mình biết. Ok nha, rồi mình sẽ giải đáp cái bí mật của cái con cá mập đuối này sau khi các bạn bình luận nha. Rồi, ở đây mình sẽ có một con cá mập bò nha các bạn, một con cá mập bò đó. Con này, ủa sorry các bạn, đây là con tiger sắc nha, chứ không phải là cá mập bò đâu các bạn. Đây là cái con cá mập hổ nha. Tại vì nó có những cái vân giống như con hổ vậy nè. Đó, cho nên người ta gọi là cá mập hổ nha các bạn. Đó, rồi. Ở đây mình có thêm một cái con cá mập trắng nữa. Cá mập trắng nè. Đó, con này là red white shark nha các bạn. Con này thì kích thước nhỏ nha, cũng hơi nhỏ một chút xíu. Đó, cá mập trắng. Rồi, còn cả cái con này cũng là một cái con cá mập trắng luôn nha các bạn. Rất ư là to lớn nha. Nhưng cái kích thước của con này là lớn hơn cái con cá mập trắng lúc nãy nha. Và có thể là cái con trưởng thành hơn cái con lúc nãy đó. Đó, cũng khá là cá mập trắng luôn. Vậy là chúng ta đã có 4 bạn cá mập ở đây để chuẩn bị giao đấu với lại 4 bạn khủng long ở phía bên này. Rồi, đầu tiên mình sẽ lấy cái bộ đôi khủng long này, là cái khủng long mà con mẹ nó chở con đó các bạn. Trời ơi, mà nó chạy khá là nhanh. Các bạn có thể xem lại cái clip mà review cái con khủng long này của mình nha. Nó chạy rất là nhanh luôn mà mình phải sử dụng một cái dây để mình cột lại đây nè. Rồi, để đề phòng nó chạy đi luôn nha các bạn, nó không quay lại đâu. Cái con khủng long này nó chạy nhanh lắm. Nó chở thêm cái con của nó nữa, cái con của nó cũng kiểu là dẫn chơi luôn các bạn ơi. Đứng trên lưng mà kiểu như là không có biết sợ là gì. Ok. Rồi, thêm một cái con khủng long khác. Mà cái phiên bản này là cái phiên bản trong suốt nha các bạn. Ở cái phiên bản khủng long này nó có hình xăm nữa nè. Các bạn có thể thấy là nó xăm mình mà, thấy không? Nó xăm mình những cái con khủng long khác.
và bên trong của nó là những cái hòn gì, núi lửa hả? Núi lửa, có bánh răng mà có hình dạng núi lửa các bạn, và có những cái hình con khủng long nhỏ nhỏ xung quanh đó. Và phiên bản này có đèn nha, có đèn phát sáng nè, phát ra âm thanh, và khi nó di chuyển thì những cái đầu nó sẽ lắc lư như thế này nè. Đồng thời các bánh răng bên trong nó sẽ di chuyển và nó xoay vòng nha, giúp cho cái con khủng long này có thể di chuyển rất là nhanh và nó cũng phát ra âm thanh rất là ok là luôn. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến với một bạn T-Rex, cũng là cái phiên bản bánh răng mà phiên bản trong số khác các bạn, nhưng mà nó có thêm một chút xíu gọi là lắp ráp ở đây nữa, là những con ốc các bạn, giúp cho cái đuôi của nó dính vào cái bộ phận nè, rồi cái chân nó cũng vậy luôn nha. Đó, thao tác chơi thì con này phải bỏ pin vào các bạn ơi, không biết còn pin không, hết pin luôn rồi. Thì đây là cái con khủng long bảo chúa nha các bạn. Khi mà nó chạy thì nó sẽ há miệng ra và nó phát ra âm thanh nha. Nó di chuyển bằng những cái bánh xe dưới chân như thế này. Đó. Một cái con khủng long. Ủa, con này đâu phải bảo chúa đâu, con này là raptor các bạn ơi. Rồi luôn, là một cái con khủng long raptor nha. Vì cái móng của nó móc lên như thế này các bạn. Nãy mình tưởng con này bảo chúa không á, ai ngờ nó là con raptor. Và có lông vũ trên đầu nữa nè, nhìn khá là tức cười. Đó, và khá là dữ tợn nha các bạn. Ở phía bên này chúng ta sẽ có thêm một bạn cá mập trắng mà phiên bản gợi ý lộn, con này cá mập bò nha các bạn. Cá mập bò nha, siêu to khổng lồ và có khớp đuôi như thế này. Rồi, cái miệng cũng có một tí gọi là khớp nha các bạn. Hai cái vây thì không thể di chuyển được. Đây là cái con cá mập bò mà phiên bản cỡ lớn của mình luôn nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy là khớp miệng của nó nè, có rất là nhiều răng ở phía bên trong nha. Cái con này nó được bắt lại những cái ốc, nó là những cái thành phần khác nhau, xong người ta bắt nó sát lại các bạn. Đó, con cá mập bò này cũng khá là dữ nè, kích thước cũng khá là lớn luôn nha. Màu sắc thì quá ư là đẹp rồi, ở phần mặt dưới nó là phần màu trắng, ở trên nó là phần màu tối nha các bạn. Phía bên trái này mình có một bạn khủng long mà kiểu như lai, kiểu robot đó các bạn, là một cái con khủng long một nửa là máy móc, một nửa là khủng long. Độc lạ chưa, thì bạn khủng long robot độc lạ các bạn ơi. Và nó di chuyển bằng những cái bánh xe ở dưới chân của nó như thế này. Cái chân bên phải của nó là ghế, là cánh tay bên phải của nó là những cái bàn tay robot, là được con người thiết kế gọi là lắp ráp lại, rồi trang bị thêm áo giáp, súng rồi bên này nọ các thứ nè các bạn. Còn cái mặt còn lại nó chính là cái bộ phận của một con khủng long nha. Đó, một nửa là khủng long, một nửa là robot. Phiên bản này khá là độc lạ luôn nè. Các bạn có thể xem lại cái clip review của này của mình. Là cái phiên bản này nó di chuyển nha, cùng thời là nó có thể bắn ra những cái tia lửa trên đầu như thế này nè. Đó, rất là xịn sò và cực kỳ mạnh mẽ luôn nha. Bên đây chúng ta sẽ có những cái bạn cá mập Megalodon. Đây, cái con Megalodon này đã xuất hiện khá là nhiều lần ở trong cái clip của mình nha. Thì cái con này nó rất là mạnh và rất là dữ. Các bạn đã xem phim về cái phim Mars, là cái phim mà Megalodon viết tắt các bạn chữ Mars đó. Đó, thì cái con Megalodon nó rất là bự và nó to lớn cực kỳ luôn nha. Và cái trong phim mà mệt gần đây nhất là nó ăn lạ, ăn luôn cả cái con khủng long bạo chúa luôn, các bạn tin được không vậy? Trời, một con cá mập siêu to khổng lồ mà nó ăn thịt luôn cả một cái con khủng long bạo chúa, khi mà con khủng long bạo chúa nó xuống uống nước các bạn. Tin được không vậy? Ôi ôi, quá ư là đáng sợ luôn đúng không các bạn? Bởi vậy đó lý do là vì sao mình có một cái bộ sưu tập ở trong cái video hôm nay giữa khủng long và cá mập đó các bạn. Rất ư là xịn sò. Cá mập Megalodon là con cá mập gọi là to lớn và dữ tợn nhất ở dưới đại dương mà ở thời điểm mà nó sống. Còn có một cái phiên bản Megalodon khác nữa nhưng mà không có khớp nha. Phiên bản này thì cái màu nó hơi sẫm tối ở phần bụng nè, với lại phần mặt dưới nha. Còn cái phần mặt trên nó hơi ngã vàng, với nhưng mà nó gân guốc và nó khá là cơ bắp luôn á. Nè cái con này nè, con này chắc con nó tập tạ hay gì nè, cơ bắp lắm các bạn. Đó, quá trời luôn, đáng sợ cực kỳ luôn. Và đặc biệt cái con mê cao đỉnh các bạn, khớp miệng của nó rất là ghê gớm nha, và nó rất là to lớn luôn á. Mỗi khi mà nó há miệng ra trong phim á thì các bạn phải giật mình, giật bắn cả mình lên luôn khi mà nó xuất hiện nha. Cái con này rất là là đáng sợ, thật sự là một con quái vật luôn, chứ không còn là một con cá mập bình thường nữa nha các bạn. Còn lại cái nhân vật ở đây là mình sẽ có một cái bạn khủng long mà cái phiên bản canh trứng như thế này đó. Không biết con biến không ta, con lắc ở đâu vậy, tắt bên này phải. Ủa con biến nè, quẩy luôn. Đó, cũng là một cái phiên bản khủng long bạo chúa, phiên bản canh trứng nhưng mà nó trong suốt nha. Và nó cũng có những cái bánh răng như thế này, nhưng mà cái nâng cấp hơn một chút xíu là nó có một cái đầu ở trên đây này để cho nó nhảy múa lung tung nè các bạn. Nó giống như một cái trâu để quay trong cái mấy cái quán bar hay là gì đó. Thì có những cái bánh răng như thế này, chúng nó quay tròn và nó phát ra đèn nha các bạn. Phiên bản này nó có một cái trứng, ở dưới cái trứng đó thì có bánh xe để quay tròn như thế này nè. Đó, thì mình bỏ pin vào nó sẽ di chuyển nha. Đó, pin khá là đẹp, khá là chất lượng luôn. Mỗi con khủng long bạo chúa phiên bản canh trứng trong suốt và có nhất là nhiều những cái bánh răng.
Wow. Còn lại 4 bạn ở đây thì mình sẽ lấy cả 4 bạn ra luôn. Ok. Đây là cái bộ đôi cá mập siêu to khổng lồ, một cái phiên bản trong phim Jaws, đó là con cá mập siêu to khổng lồ đó các bạn. Đây. Đây, cái con này mình đã review trong cái clip mà có con cá mập xuất hiện nha các bạn. Thì mình bỏ pin vào đây, sau đó cái con cá mập này nó sẽ di chuyển bằng một cái remote control nha các bạn. Nó điều khiển từ xa và khi mà nó di chuyển á thì cái đuôi nó sẽ quẩy 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 vậy nè các bạn. Đó nha. Rồi, cái miệng nó sẽ gập lên gập xuống vậy nè. Rồi nó sẽ có một cái chỗ mà gọi là bắn ra một cái luồng khí các bạn ơi. Khí đó là mình bỏ nước vào trong đây nha. Bỏ nước vào trong đây. Sau đó nó sẽ bắn ra cái luồng khí đó và nó phát ra âm thanh luôn, có đèn phát sáng ở mắt nữa các bạn. Đó. Bạn nào thích có thể xem lại cái clip review trên kênh của mình nha. Rồi, cái phiên bản cá mập siêu to khổng lồ mà gắn bay như thế này các bạn. Đây, cái con cá mập này nó cũng ức ư là dữ tợn nè. Và khi nó di chuyển thì cái miệng nó lúc nào cũng gọi là cử động lên xuống như này nè. Đây mình sẽ gắn cái bay nó lại các bạn. Rồi. Rồi, cái màu sắc của cái con này thì nó hơi gọi là sáng một chút xíu nha. Đó, mình bỏ pin vô để coi bọn pin không. Rồi, hết pin thì mình lấy pin ra các bạn ơi. Thì cái con cá mập này nó có bị chạy xước rất là nhiều chỗ luôn nè. Là khi là cái chỗ này có thể là do những cái vết mà gọi là nó chiến đấu với những con cá khác, hoặc là nó cạ mình của nó vào trong những cái tường đá hay là những cái rặng đá ở phía dưới biển các bạn, để nó kỳ cọ cái thân mình của nó nha. Đó. Và đặc biệt cái khớp hàng của con cá mập này làm cho mình cực kỳ thấy nó là rất ư là đáng sợ và khá là dữ tợn luôn. Ok không? Rồi, hai cái bạn khủng long ở đây thì mình sẽ có một bạn khủng long cổ dài mà phiên bản xăm mình như này. Khủng long cổ dài xăm mình và cũng giống như cái con khủng long còi sơ tó lúc nãy, là nó có những cái bánh răng ở phía bên trong có nhiều màu sắc và có những bạn khủng long nhảy múa xung quanh cái núi lửa nha các bạn. Đó, rất ư là xịn, khá là xịn sò nha. Rồi, cái con khủng long còn lại này của mình là cái con khủng long bảo chúa gần đây mà mình đã review, thì cái con này nó cũng bước đi được, nó có thể phát ra âm thanh và nó có thể di chuyển như một cái con khủng long thật luôn các bạn ơi. Ok la. Ok, cùng nhìn lại một lần nữa những bạn cá mập siêu to khổng lồ phía bên này có thể ăn thịt được một con khủng long bạo chúa luôn nha các bạn. Và những bạn khủng long ở phía bên này có rất là nhiều thể loại khác nhau, có cả là khủng long nửa người và nửa máy móc, và những bạn khủng long thậm chí là đột biến nữa các bạn ơi. Ok là bạn thích nhân vật nào nhất trong video hôm nay, hãy để lại bình luận cho mình biết. Đừng quên ấn like, subscribe cũng như là follow kênh của mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những cái bộ sưu tập khác chất lượng hơn.